Có nhiều điều bạn sẽ cảm thấy quen thuộc sau khi loạt trận ngày thứ bảy của Premier League kết thúc. Đó là Man City đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với cùng số điểm như Arsenal nhưng vượt trội hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ngôi đầu bảng này có thể có giá trị trong vòng 48 giờ cho đến khi Tottenham chơi trận muộn nhất vòng 9. Nếu trong trường hợp Spurs xảy chân và chỉ có được một điểm, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn thể giữ ngôi đầu bảng. Đằng sau Man City là hơi nóng được phả ra từ hai đối thủ Arsenal và Liverpool. Các pháo thủ vẫn đang đua vô địch kể từ mùa năm ngoái đến giờ nhưng Liverpool dạo gần đây đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cuộc đua về mặt cá nhân, bạn cũng được chứng kiến những gương mặt quen thuộc đang dẫn đầu danh sách vô phá lưới. Erling Haaland đã hết tịt ngòi để gia tăng thành tích làm bàn lên con số 9, trong khi Mo Salah cho thấy anh là nguồn sống lớn nhất của Liverpool thời điểm hiện tại. Những điều quen thuộc đã xuất hiện khi Ngoại Anh bắt đầu đi vào giai đoạn khốc liệt nhất của giai đoạn 1. Xét về nhóm các đội đua tranh ngôi đầu vòng đấu này, Man City sở hữu lợi thế lớn nhất. Họ được chơi trên sân nhà dù phải đón tiếp một Brighton đầy ẩn số trong mùa giải năm nay. Nhưng thế vẫn còn đỡ hơn phải bước vào những trận derby như Liverpool hay Arsenal đã phải trải qua. Sau những thất bại liên tiếp, Man City rất cần một chiến thắng để vực dậy lại tinh thần. Với tư cách là nhà đương kim vô địch và cũng là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu năm nay, họ không thể cứ thua mãi được. Đặc biệt ở trận đấu này, Pep chào đón sự trở lại của Rodri sau án treo giỏ, chừng đó là quá đủ để Man City nghĩ về một chiến thắng. Brighton tạo ra rất nhiều khó chịu cho các ông lớn. Họ từng thắng cả Man United cầm hòa Liverpool và giờ đang nuôi hy vọng tạo ra cú sốc tại Etihad. Không có cú sốc nào xảy ra vì Man City đã trở lại với thói quen của họ. Với Erling Haaland cũng trở lại với thói quen ghi bàn. Nhưng một trong những người chơi nổi bật nhất ở cuộc đối đầu này phải kể đến cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku bạo chấn thương khiến the Zebri buộc phải sử dụng lão tướng jeminer nơi hành lang cánh phải vị trí này lập tức trở thành từ huyệt để the citizen khai thác ban mở tỷ số của họ cũng xuất phát từ một pha tấn công bên cánh trái với pha đi bóng đầy lét léo của đô Củ. cầu thủ người bỉ đẩy được bóng xuống đáy biên trước khi chuyển ngược trở lại cho julian alvarez tất nhiên cầu thủ người Argentina đã không từ chối một cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đội chủ nhà đó là khi đồng hồ mới chuyển sang phút thứ 7 của trận đấu, lẽ ra Man City sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn trước Brighton, nhưng bàn mở tỷ số từ sớm đã giải quyết hết những vấn đề cho đội bóng của Pep Guardiola. Là... Để rồi nó dẫn đến một điều phải xảy ra. Erling Haaland ghi bàn, xuất phát từ một đường truyền hỏng bên phía cầu thủ Brighton, Haaland một mình dẫn bóng sộc thẳng vào vòng cấm. Thay vì thể hiện sức mạnh, sự cản lướt để tiếp tục đi bóng thêm vài nhịp nữa và tạo cơ hội ghi bàn ngon ăn hơn, Haaland quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Một cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng 16m50 và thế là cách biệt được nhân đôi cho đội bóng áo xanh. Chân sút người Na Uy lại một lần nữa chứng minh định luật được anh tạo ra. Hà Lan không bao giờ tịt ngòi có 3 trận tại Premier League. Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, anh nhận sự kỳ vọng có thể giải tỏa cơn khát bàn thắng, nhất là khi Rodri quay trở lại và thực tế Hà Lan đã đáp ứng được kỳ vọng đó. Pha lập công của chân sút chủ lực bên phía Man City cũng được thực hiện theo một cách không thường thấy, vì từ trước đến nay Hà Lan thường chỉ ghi những bàn thắng trong vòng cấm ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa. Đó hiếm khi xảy ra, nhưng nó cho thấy Hà Lan đang cố gắng hoàn thiện những bộ kỹ năng để trở thành sát thủ hàng đầu. Đáng chú ý hơn cả, đây là bàn thắng thứ 45 của chân sút người Na Uy tại Premier League, bằng với những gì Gundogan hay James Madison từng tạo ra. Xét về thời gian thi đấu, Hà Lan còn lâu mới bằng họ. Những con số thống kê lại được Hà Lan tạo ra sau mỗi vòng đấu, chỉ đáng tiếc là anh vẫn chưa thể bắt kịp Ronaldo trong cuộc đua những chân sút ghi bàn nhiều nhất trong một năm dương lịch. Và nó cũng chẳng thay đổi được những lượt bình chọn trong cuộc đua có bóng vàng Nơi mà Messi đang được đồn đoán sẽ sở hữu giải thưởng này lần thứ 8 trong sự nghiệp Trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, Pep cũng phải thừa nhận một sự thật rằng ban tổ chức nên trao giải thưởng của ống vàng ra làm hai phần, một phần dành riêng cho Messi và một phần cho những cầu thủ còn lại. Ông cảm thấy nuối tiếc cho Hà Lan dù cho cậu trò rất xứng đáng với danh hiệu cá nhân đó. Nhưng chí ít thì Hà Lan đã nổ súng trở lại để tạo tiền đề cho những cuộc đua trong mùa giải năm nay. Còn với Man City, sự tỏa sáng của bộ đôi quen thuộc giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn trước một đối thủ khó chịu. Chiến thắng này gây đau tim một chút cho những cổng viên đội nhà bởi họ phải sống trong lo sợ khi Akanji bị truất quyền thi đấu. Đó là thời điểm Brighton đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số và được chơi hơn người. Nhưng thời gian còn lại là quá ít để thầy chó luyện viên De Gea có thể lật ngược tình hình. Ba điểm có được giúp Man City đòi lại ngôi đầu bảng và có thể tiếp tục duy trì vị trí này nếu như có những biến cố xảy ra với Tottenham. Trong khi đó, đối thủ thường xuyên đua vô địch với họ trong những mùa gần đây, Liverpool cũng đã trở lại với mạch chiến thắng đối thủ họ vừa đánh bại lại Everton trong trận derby vùng Merseyside vẫn luôn khó khăn và nhiều cạm bẫy. Everton một lần nữa cho thấy phong độ trồi sụt không đóng vai trò quyết định trong những trận derby như thế này. Dù họ có bị đánh giá thấp hơn và đang chơi bất ổn, nhưng khi phải đối đầu với Liverpool, Everton cũng sẽ nhập cuộc với 200% quyết tâm. Đôi khi quyết tâm quá không phải là một điều tốt vì nó dễ khiến các thủ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Derby vùng Merseyside thường xuyên chứng kiến những tấm thẻ đỏ và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ashley Young bị giao một nhiệm vụ quá khó khăn khi anh phải theo kè một người vừa trẻ vừa khỏe như Luis Diaz. Và kết cục là khi hiệp một còn chưa kịp khép lại, lão tướng 38 tuổi đã phải nhận tới hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Nhưng kể cả có như vậy, đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn gặp muôn vàn khó khăn trước lối chơi co cụm của Everton. Và trong thời khắc Liverpool cần đảm bảo một chiến thắng, không ai khác ngoài Mo Salah đã lên tiếng đúng lúc để đem về niềm vui cho đội chủ sân Anfield. Chính vua ai cập là người bước lên thực hiện thành công của đá phạt đền để đem về bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool. Đối mặt với anh là Jordan Pickford, người chẳng xa lạ gì với những cú đá 11m từ Salah. Lần này thủ thành người Anh đã ôn bài rất kỹ và thậm chí mang cả tài liệu khi đi thi. Pickford đã dán những cú sút 11m gần nhất của Salah lên chai nước và đổ người theo bài. Anh vẫn bị thủng lưới vì Salah lại dứt điểm theo hướng ngược lại. Cũng chính cầu thủ này đã kết liễu tất cả những hy vọng của đội khách bằng một cú dứt điểm gọn gàng sau tình huống phản công. Công lớn thuộc về Darwin Nunes trong tình huống này, có Salah đã đứng đúng chỗ và để bóng đúng chuẩn để chấm dứt mọi hy vọng cho Everton. Một lần nữa những thống kê ấn tượng được chân sút này tạo ra. Sau 9 vòng đấu đầu tiên, vua Ai Cập đã in dấu dày vào 11 bàn thắng của Liverpool. Anh ghi 7 bàn và tạo ra 4 đường kiến tạo cho đồng đội. Tính xa hơn nữa, trong 24 trận đấu đã qua của Liverpool trên tất cả các đấu trưởng, Salah in dấu dày và 29 bàn thắng. Cú đúp vào lưới Everton cũng giúp tiền đạo sinh năm 1992 có được 201 bàn thắng ở Premier League. Giống như tất cả những mùa giải trước đây, Liverpool vẫn cần đến sự tỏa sáng của Salah để định đoạt cục diện. Anh bền bỉ làm điều đó từ mùa này qua mùa khác, liên tục chinh phục cột mốc này qua cột mốc khác. Đó cũng là điều Jurgen Klopp hài lòng nhất khi nói về cậu trò trả lời phỏng vấn sau trận đấu vị trí đức gia người đức cho biết điều tôi yêu quý nhất ở một sala nó đến từ những con số bởi tôi là người thích những con số thật điên rồ với những gì Salah đã tạo ra chàng trai này sẽ không bao giờ dừng lại bản chất của Salah là như thế và liverpool được hưởng lợi rất nhiều từ điều đó Nhìn cách Salah tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải năm nay mới thấy Liverpool đã đúng đắn thế nào khi giữ tiền đạo này ở lại Anfield sau những sự treo kéo của các đội bóng Ả Rập. Bởi nếu nhận một số tiền khổng lồ từ Anfield thì chưa chắc Jurgen Klopp đã tìm ra một cầu thủ có chất lượng và khả năng gánh đội tương đương như Mo Salah. Và với những đối tác hoàn hảo như Luis Diaz hay Darwin Nunez, Salah hứa hẹn sẽ còn rực sáng hơn nữa trong mùa giải năm nay. Liverpool cần sự tỏa sáng của họ để bám đuổi trong cuộc đua vô địch với Man City hay Arsenal. Còn Salah cũng cần thêm những bàn thắng để khẳng định lại vị thế. Anh đã mất danh hiệu vô pha lưới vào tay Hà Lan mùa giải trước và đang thể hiện quyết tâm cực cao để không lọt mất danh hiệu này trong mùa giải năm nay.